và năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhưng hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ thú vị với sự tham gia của các cosplayer nổi tiếng ngoài như Misa của Đài Loan và Reika của Nhật Bản. Và như các bạn cũng thấy, hiện tại là 3 giờ chiều ngày cuối cùng của sự kiện này. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là có rất đông đảo các bạn trẻ đang chờ được tham gia vào sự kiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong khu vực lễ hội để xem những gì đang diễn ra nhé. Trong bộ truyện Naruto của Nhật Bản. Mọi người hôm nay khá đông. Bộ truyện này khá nực nực nha. Em có thể chia sẻ một chút về cái lý do gì mà em có thể chọn cái nhân vật này? Nhân vật này thì có cá tính khá chậm. Là thầy của một men chính trong bộ truyện. Em có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của em khi đến với lễ hội năm nay không? Lễ hội năm nay thì đây là lễ hội lần tổ chức lần đầu tiên. Em thì chưa bước vào trong nhưng mà em thấy mọi người có vẻ rất là hào hứng và vui vẻ. Hy vọng sẽ có những cái hệ lễ hội tiếp theo. Em có dự định là tranh giải với các bạn cosplayer khác hay không? Dĩ nhiên là có gì. Em hy vọng là em được giải mấy. Em hy vọng em sẽ được giải càng cao càng tốt. Em cũng biết là hiện tại có rất nhiều bạn cũng đam mê cosplay giống như em vậy, nhưng họ rất là ngại, giống như là ngại những cái người khác nhận xét bản thân mình không hay. Thì em phải chia sẻ những cái cảm nhận của em về cái lĩnh vực cosplay và như cũng như là chia sẻ với các bạn khác. Lĩnh vực cosplay hiện nay là mới nổi thôi, nhưng mà nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhưng có một điều đó là tâm lý người Việt Nam hiện tại là chưa mở bằng các nước khác, nên tạm thời chưa chấp nhận. Các bạn muốn có thì các bạn cứ tự nhiên thể hiện cái tinh thần cos của mình, làm sao cho mọi người thấy đó là một ngành giải trí lành mạnh, vui vẻ và bổ ích cho thanh niên Việt Nam. Xin cảm ơn em và chúc em sẽ được giải cao trong năm nay nha. Rồi, cảm ơn chị. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ gặp gỡ một nhóm khác rất là nhóm FF66, thì em là thành viên của nhóm tên là Duy Du. Em cũng là một thành viên của nhóm tên là Duy. Em là Sao Duy. Thì chúng em hôm nay chúng em đi với bộ đồ là chúng em có play drone trong của một studio dành cho những chú drone, có những drone rất là mắc tiền. Đôi của hãng này thường là rất là công phu về cái mặt phục trang và tạo hình cũng rất là ấn tượng, nên tụi em quyết định chọn những đôi này để có. Đến với lễ hội lần này thì các em có cảm nhận như thế nào? Rất là đông vui, rất là nhiều bạn cosplayer cũng như là các bạn rất là nhộn nhịp. Như các em cũng đã biết là có rất nhiều bạn cũng chia sẻ là mình cũng muốn tham gia cosplay lắm nhưng mà mình rất là ngại, thì không biết là các em có thể chia sẻ một chút về cách nào để mà mình theo đuổi cái niềm đam mê đó hay không? Thật sự thì em ban đầu em cũng rất là ngại khi mà đứng trước mọi người biểu diễn những thực của mình, nhưng mà từ từ thì em cảm thấy rằng mình nên tỏ ra là mình yêu thích và mình nên thực hiện những gì mình yêu thích. Thì khi mà em phát lên và em make up lại như những gì mình thích thì mình sẽ có cảm giác như là mình đang hóa thân vào. Thì theo em á, thì nếu mà các bạn thực sự đã đam mê với cái nghệ thuật cosplay này rồi thì không có việc gì mà phải ngại nữa hết, tại vì tuổi trẻ chỉ một lần thôi, không điên thì sao lãng phí. Em cũng cùng ý tưởng với bạn là
tất cả những mình đã yêu thích thì không nên là ngần ngại, tại khi mà trôi qua rồi thì mình không thể hối tiếc mà quay trở lại thời gian đó được. Thì có thể những bạn có thể ngại một năm không thể đi được nhiều lần, nhưng mà cũng có thể là một hai lần một năm, thì nhưng mà với mỗi lần mình phát trang vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là vui còn hơn là mình đã bỏ lỡ qua rồi lại hối tiếc. À, vâng, xin cảm ơn các câu trả lời của em rất nhiều và chúc các em sẽ được giải cao trong năm nay nhé. Các bạn thân mến, cũng thật là bất ngờ khi hầu hết các bạn trẻ khi đến đây, các bạn ấy đều cosplay những nhân vật trong bộ truyện hoặc là phim của Nhật. Nhưng riêng hai bạn chúng tôi vừa gặp thì lại chọn cái bộ Star Wars. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn ấy lý do tại sao nhé. Xin chào bạn, bạn có thể thử giới thiệu bản thân mình cũng như cái nhóm cos của mình hay không? Mình tên là Rio. Nhóm này là chạy không có nhóm gì cả. Hai là hai bên đều là cùng thích bộ phim này, nên là cùng hợp tác với nhau để cosplay. Vậy cái cảm hứng từ đâu mà bạn mới chọn cái nhân vật này để mình cosplay? Cảm hứng là tại vì thật sự bộ phim này là hết từ hồi lâu rồi, từ hồi nhỏ rồi. Thành ra là đam mê từ lâu nhưng mà chưa có dịp để mà cos nó. Về sau này thì đã có điều kiện hơn như là trang phục và vũ khí này nọ, như bạn thấy đây là cái chiến sáng. Bạn có thể mở lên cho mình xem. Tại vì cái này thì không biết là mình đã tham gia cosplay đã lâu chưa? Mình mới có thể khoảng được 5 năm thứ 3. Thì không biết là cái động lực nào bạn có thể giữ được cái niềm đam mê đối với cosplay như vậy? Bạn có thể chia sẻ điều với các bạn ở đây không? Động lực thì không dám nói, cái đó là niềm đam mê thôi. Như là mình giống như hồi còn nhỏ thì ai cũng thích thể hiện nhân vật mình yêu mến, như là các như siêu nhân hay là người nhà anh. Thì sau này lớn lên thì nhiều người mình chúng ta có điều kiện để thể hiện bản thân mình hơn, như là qua không qua trang phục và các phụ kiện cũng như vũ khí. Vậy khi đến với cái lễ hội lần này thì bạn có cảm xúc như thế nào? Nói chung thì mỗi lần đến là mỗi lần cảm xúc khác nhau, tại vì tùy mỗi lễ hội, còn nghe là nói chung khó nói rõ nữa. Vậy bây giờ hai bạn có thể biểu diễn những cái đặc trưng gì của nhân vật mà hai bạn cốt hay không? Chạy